Thưa quý vị, Việt Nam đã trở thành nền kinh tế lớn thứ tư của ASEAN và thứ 40 của thế giới. Quy mô thương mại quốc tế nằm trong top 20 của thế giới. Và trong thành tích chung đó có sự đóng góp vô cùng to lớn của đội ngũ doanh nhân. Nếu như được chắp thêm sức mạnh, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân sẽ luôn là lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế thời kỳ mới. Lực lượng doanh nghiệp, doanh nhân hiện đóng góp khoảng 60% GDP, 85% tổng số lao động, 98% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Để gia tăng số lượng doanh nghiệp, xếu đầu đàn của nền kinh tế và kéo theo lực lượng doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ đi lên, cần tập trung hơn nữa các chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp. Thì mong muốn của chúng tôi cũng muốn là chính phủ có thể có những cái chỉ đạo và hướng dẫn trong thời gian tới để chúng ta có thể quy hoạch phát triển cái nguồn nhân lực cho từng ngành nghề cụ thể để đáp ứng cái yêu cầu phát triển của kinh tế. Một cái doanh nghiệp ấy thì nó có ba cái đầu vào rất quan trọng. Đầu vào thứ nhất là phải có nguồn lực tài chính. Đầu vào thứ hai là phải có cái nguồn nhân lực. Và đầu vào thứ ba tức là phải có nguồn tri thức. Thế trong đó thì kể cả tri thức và nguồn nhân lực ấy là những yếu tố hết sức là quan trọng. Và đây là những yếu tố có thể nói là then chốt để nó tạo ra cái cảm hứng và tạo ra cái sự phát triển của một doanh nghiệp. Hiện nay, các doanh nghiệp có cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu khi Việt Nam đang dần trở thành một mắt xích quan trọng của chuỗi sản xuất. Đặc biệt, khi Việt Nam tham gia nhiều hiệp định thương mại tự do, mở ra nhiều cơ hội xuất khẩu và hợp tác quốc tế. Chúng tôi mong muốn là sẽ có nhiều các cái chính sách hỗ trợ thị trường để làm sao mà các doanh nghiệp nhỏ vừa có thể tiếp cận được người tiêu dùng, tiếp cận được các nhà đầu tư để đưa các cái sản phẩm hàng hóa của các doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam đến các cái thị trường quốc tế nhiều hơn nữa. Và một cái điều mà hết sức quan trọng đó là chúng ta phải hướng đến cái nền kinh tế xanh, kinh tế sạch, phát triển bền vững. Ngày 9 tháng 5 năm 2024, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 66 về chương trình hành động với các mục tiêu rõ ràng để xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới. Đây cũng sẽ là cơ sở để các doanh nghiệp Việt phát triển lớn mạnh, vươn ra biển lớn và đóng góp cho sự phát triển của đất nước.